Rồi, mở cho mọi người nghe nha. Xem luôn nha. Mọi người nghe rõ không ạ? Nghe chưa bố, mọi người nghe sơ qua chưa? Được rồi, con tắt đi. Sẵn cái dịp này thì bố cũng nói luôn, thì người thân trong gia đình này đã từng nói với bố kia rồi, anh đừng có tưởng bán vé số mà nghèo. Ở Long Khánh và bác, ở thị trấn Xuân Lập nó có một cái làng gọi là làng bán vé số. Ở đây thì khi ta nói như vậy thì chắc chắn là tất cả mọi người đều hiểu rồi. Bố thì người tha phương, bố tính, nhưng mà những người nào mà ở Xuân Lộc, Long Khánh đều hiểu đó. Và ta nói cho mày nghe bây giờ, đừng rớ vào những người bán vé số, họ giàu kinh khủng. Ở cái thị trấn Xuân Lộc mà đi vào gọi là bán vé số đó,
mày rớ tới cái cửa mày đéo dám rớ luôn. Có nghĩa là cái cửa của họ, cái cửa biệt thự á, chứ không phải là cửa nhà đâu nha. Nhà nào cũng là biệt thự. Nói như vậy hiểu là người ta bắt cái số ta làm giàu. Thôi ta không bàn cãi gì nữa. Nếu các con không tin thì con xuống Xuân Lộc, Long Khánh, con nói lên xe vào cái làng bán vé số thì con sẽ thấy cái điều đó. Ta không cần phải bàn cãi nữa, bởi vì ta nói bình thường, không bình thường. Và cái người gia đình, trong gia đình này nè, hứa với tao là một ngày nào đó dẫn tao xuống cái làng bán vé số và tao sẽ quay phim. Thế thôi, ok. Cái điều đó không bàn cãi, không bằng cần bàn cãi. Và mình ở đây mình chỉ nói cái điều nào, ở ngay thời điểm này tụi nó không còn phải bàn cãi cả. Cái đám mà, cái đám mà gọi là chống Việt Nam mình á, chống cộng chống kia đó, giống hiểu là lúc trọng vậy, bầu cử tự do này, mà nó đéo biết gì chứ trời, nó không biết gì chứ Việt Nam cả, nó không biết gì chứ. Thực sự là ở Việt Nam là bầu cử rất là tự do. Tao là một người Việt Kiều, tao tham khảo để bầu cử cho, tao nói tụi bay trật trúng là tụi bay phải chỉnh tao. Đầu tiên ở cấp phường, cấp xã đó, người ta sẽ đơn cử là những cái ứng viên đó triều niêm yết ở giác tường, đại khái cái ở ở kêu bằng hội đồng nhân dân cấp phường á, 10 nhân vật, đúng vậy không, đúng vậy không? Anh có quyền gạch tên những người là anh không thích, đúng không? Bầu cử vậy. Bầu cử của cấp phường thôi. Dạ. Đúng không? Rồi. Có phải tự do không? Chứ đâu phải ai, không ai ép mình cả. Không ai ép bắt buộc anh phải làm cái gì đó. Anh gạch tên những người nào anh không thích. Đúng rồi. Đúng không? Rồi đúng rồi. Xong. Khi lên cấp cấp huyện, cấp huyện phải không? Cấp huyện thì cũng y chang vậy. Anh có quyền. Nó không hiểu được tự do, nó không hiểu được chữ bầu cử tự do là cái gì cả. Mấy cái thằng khốn nạn này nó mất dạy. Kể cả cái thằng ý, nó chửi thẳng luôn. Cái thằng Tân Thái Minh Đường nó đéo biết còn cặt gì chứ. Và nó cứ hô hào bầu cử tự do theo kiểu của nó. Kiểu của nó là kiểu sao? Có cái là vô thưởng, vô phạt, ai bỏ phiếu cũng được. Ở đây nó phải có trình tự, phải có lớp plan, nó phải có trong khuôn khổ, có nghĩa không ai ép anh có quyền, nhưng mà anh phải trong cái khuôn khổ. Nói một cách khác nữa, bầu cử tự do bên nước Mỹ cũng y chang vậy, nhưng mà bầu cử tự do bên nước Mỹ nó còn ăn gian. Ăn gian chỗ này, ăn gian kia, cái phiếu cử tri đoàn, cái phiếu cử tri đoàn là cái thằng mất dạy nhất. Nói như vậy cho mày hiểu rằng bầu cử nước Mỹ là gian lận 100%. Gian lận là gian lận ở phiếu cử tri đoàn. Ông Trump thì sai hoàn toàn. Nhưng ý tôi muốn nói là một cái tiểu bang nhỏ mấy trăm người thôi, nhưng mà phiếu cử tri đoàn họ rất là lớn. Có nghĩa là họ đây là không phải là phiếu cử tri đoàn, có nghĩa là bình thường quá, có nghĩa là ai bầu bao nhiêu được bao nhiêu. Không phải vậy. Nó ép người ta. Đó là luật chơi của tư bản. Và nó có thể mua. Mày hiểu tôi nói không? Ở đây nước Mỹ có thể mua phiếu cử tri đoàn. Mua được luôn. Vì chỗ đó không có cái chuyện mà tự do bầu cử. Không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Và thậm chí nhiều khi trước khi bầu cử họ đã vận động hành lang. Nói cho mày hiểu cái điều đơn giản thôi. Ngay bây giờ có một cái rất ư là nghịch lý. Joe Biden tổng thống nước Mỹ đã 2 năm rồi. Tao coi cái phố Bullseye TV, hiện giờ Donald Trump thất cử 4 năm về trước rồi, hiện giờ yêu cầu hủy bầu cử, ông ấy tự động bước vô Nhà Trắng. Mày thấy nó buồn cười không? Nó buồn cười ở chỗ là cái hành pháp của nước Mỹ nó không ra cái đám ôn gì cả, nó lộn sàn ngầu của dân trời.
thằng nào vô cũng được, thằng nào ra cũng được, thằng nào éo được. Đồ tư cách gì để vào được cái quốc hội, để vào được cái ghế của tổng thống đương nhiệm bây giờ, và nó yêu cầu quỷ ngay lập tức nó để được mình vô. Ôi trời ơi, tao ôm đầu tao mới nghĩ ra cái chuyện. Trời ơi trời, thế là tam quyền phân lập như thế đó. Ôi trời ơi, ta không nghĩ ra được nữa. Cái đó là cái đi cái tin mà bố nói con nghe rồi đó, con cần nghe lại không? Dạ được rồi. Tin, con nghe rồi gì? Có nghĩa là Donald Trump yêu cầu hủy ngay cái chức vụ của cái ông Joe Biden và ông lên làm tổng thống. Mày thấy có đất nước nào giống vậy không? Ui trời ơi, tao thấy lạnh xương sống. Tam quyền phân lập như vậy à? Trời ơi, tất nhiên ở đây chẳng có con mày cả. Thằng nào mạnh, nó ý muốn là, có nghĩa là thằng nào có tiếng nói mà uy hiếp được người kia là cái gì lên thôi. Giống như một con nội cho heo. Thôi, tao chẳng muốn nói nữa. Khi mà vướng mắc điều đó, rất là khó ngủ. Mà ta muốn ngủ yên, thành ra ta không cần phải bận tâm gì đó nữa. Đúng không? Có người mời bố ra Hà Nội kìa. Có người mời bố ra Hà Nội chơi kìa. Không, rất nhiều người. Bố không có nói gì. Bố không nói, bố là bố thích đi, bố đi thôi. Nhưng có cái điều này. Bố muốn nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình. Bố là người người con xa xứ. Mà bố về Việt Nam đây. Bố hạnh phúc. Bố trẻ ra. Bố sung mãn rồi, bố có những cái giống như kiểu như là bố giống như kiểu như thành thời thiếu niên gì đó. Cái điều đó nó không phải là cái gì cả. Hồi xuân đúng không? Có như gọi là hồi xuân đúng không? Mày nói chứ hồi xuân hơi bậy bạ chút. Hồi xuân thì người ta liên tưởng người ta liên tưởng những cái chuyện bậy bạ. Còn bố, bố không phải là hồi xuân, mà bố là sung mãn, cái là mình tìm được nơi những cái giống như kiểu như bố nói thú vui, viên mãn, viên mãn, viên mãn, thú vui, ăn uống, mà nghĩ sao 70 tuổi mà còn có ham muốn gì đâu để cái, nhưng cái gì quá, cũng có mấy anh mấy chú đó, ông ăn gì ông hạn chế, ông úp lên mạng đi, ông chơi kỳ quá, ông cứ ăn uống ông úp lên mạng khoe, không chơi kỳ vậy, đó, chơi ai là, chơi ai đó, đó là cái thú vui của tao đó, đó thú vui của tao, thú vui vậy, có nghĩa là ăn cái gì ngon khoe lên đại khái vậy. Mày thấy người ta khen quá gái bao giờ chưa? Chưa. Đúng rồi. Khoe đồ ăn thôi. Bát khoe đồ ăn thôi. Nhưng mà trên tinh thần là khoe vô tư thôi đúng không? Chứ không có ý là khấy ai gì đúng không? À. Đúng rồi. Thằng nào thèm mà kẻ mẹ ăn đó là khấy gì? Đúng không? Ok. Cũng như ngày xưa bố chưa tìm ra được nguyên nhất thì bố tìm ra được cái câu kết quả giống như ngày hôm qua bố nói. Thì ra là như vậy. Hỏi tại sao vậy? Việt Nam là công an nhân dân, quân đội nhân dân, cái gì cũng nhân dân cả. Như thằng Mỹ thì không có. Bú lích là cảnh sát. Đó. Đúng không? Đúng rồi. Mình dễ nghĩa là cái điều đó cho nó trần trụi ra đi. Cảnh sát là gì? Cảnh sát là cảnh báo. Sát là gì? Là giết. Tao đã cảnh báo rồi mà mày không nghe lời là tao giết. Thế thôi, đơn giản như thế. Còn Việt Nam là công, còn ngắn gọn, công an nhân dân, vì nhân dân mà làm. Mày chửi ha, ok, quýnh tao, ok, ra tòa. Chứ chưa giết mày nha, không có giết cái chân trời à. Như thằng Mỹ khác à. Thằng giơ tay lên. Không giơ hả? Bùm bùm, rồi xong. Bố có hỏi bố này nè, bố mấy chục năm bên Mỹ rồi, có bao giờ bố thấy cảnh tượng mà người cảnh sát Mỹ mà bị hất lên cả bô xe mà chạy vòng vòng chưa? Chưa, đồ má chưa kịp. Đúng không? Thấy trong khi Việt Nam, trong khi Việt Nam đó, đó đó hai cái hình ảnh đó thôi là để cho bố thấy là rõ ràng. Nó khác, rồi khác bổ sung cho câu bố nói đúng không? Khác dạ. Rõ ràng, đúng. Mày chỉ cần chưa, giơ tay lên, giờ quỳ xuống. Quỳ, bỏ tay sau lưng, bỏ tay sau lưng. Tao đã từng nói rất là nhiều lần,
khi mà cảnh sát mà đã gọi mày, mày nên tuân lệnh, không nên phản kháng.